Ok, và chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một kèo đấu X10 gương với con nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là con Saver anh em nhé. Thì không biết là 10 gương này thì anh em mình sẽ mua được bao nhiêu con Saver anh em nhỉ? Thử xem là 10 gương sẽ có bao nhiêu Saver anh em nhé. Nào. Ui, 10 gương là anh em mình sẽ có 21 Saver anh em ạ. 21 Saver luôn nha. Ok, rất là đỉnh cao luôn này. Trận này sẽ là 21 Saver chiến đấu anh em nhé. Thì anh em mình sẽ chơi cái trò gọi là cực kỳ nhiều material được tiết kiệm đấy. Ok, Desert 59 nào. Dạo gần đây thì mình có một cái video mà mình làm ở trên livestream, là hôm đấy mình ngồi mình chơi cũng khá là nhiều nhân vật. Trong đó là mình cũng có đâu đó là khoảng 21 con Rebel mới lại 41 con Super Dreamer đúng không? Đấy, hôm đấy là ngồi chơi là cũng khá nhiều nhân vật. Nhưng hôm nay nhưng mà chơi với lại con Saver này thì cũng rất là lắm nhân vật này. Ôi nhưng mà lắm nhân vật như này thì mình đang nghĩ trong đầu là không biết là nên sắp xếp cái số lượng cái thumbnail khi mà đăng video ra làm sao đây. Bởi vì bình thường anh em mình xếp đâu đấy khoảng 11 con nhân vật là đã thật kín cái thumbnail rồi, không sắp được ở đâu rồi. Đây bây giờ còn 21 con ạ. Là nhiều vãi cả trưởng ra. Thì sắp kiểu gì ta? 21 con thì anh em mình sẽ tương ứng là sẽ có thêm 21 con lợn tiết kiệm Picky Pank nữa. Hay là mỗi một wave anh em mình sẽ được cộng bao nhiêu phần trăm material vào nhỉ? Một con là 20%, mà 21 con thì tương ứng với việc đầu khoảng là 420% đúng không nhỉ? Ui, thế là cũng nhiều ấy chứ anh em. Nhiều dã man luôn ấy chứ không phải nhiều vừa luôn. Ồ, nó cũng căng thẳng đấy. Rồi, ok. Anh em mình sẽ vào wave 10 luôn anh em nhé. Với 21 con lợn tiết kiệm kia thì với 40.000 material kia cộng thêm đâu đấy là 420% thì trên này bao nhiêu. Ui, nó lên những 210.000 material luôn ạ. Tăng nhanh dữ vậy. Mà chưa kể nha, con Saver này khi mà anh em mình được tăng đam, được tăng material như kia thì anh em mình còn được tăng cả đam nữa cơ. Bởi vì do là nó có tính chất là tăng đam khi mà anh em mình có nhiều harvesting, nhiều material anh em ạ. Nói cho nên là con này mà càng nhiều material này càng mạnh luôn. Thế nếu như mà một video nào đó nhá, anh em mình build theo cái kiểu là càng nhiều, rất là nhiều material xong rồi chơi với Demon thì không biết là sẽ có bao nhiêu máu nhở. Chắc không biết là phải mắc máu luôn đấy. Máu nó sẽ phải kín luôn nhở. Kinh khủng đấy, kinh khủng đấy anh em ạ. Kinh khủng đấy, không phải đơn giản đâu. Ôi nhưng mà cứ xong quay đấu này trước đã, xong trận đấu này trước đã thì tính. Có gì thì anh em mình làm thêm video về những cái kèo đấu khác sau. Mình còn thấy một bạn bạn ấy comment mấy ngày hôm nay là cái kèo đấu gì nhỉ? X7 Soul Reaper. Kèo đấy mình còn chưa làm được cơ, bởi vì mình ngồi roll nhân vật nhưng mà nó không ra. Nên là cũng phải chịu thôi. Lúc nào phải ngồi phải roll nhân vật mà nó ra cơ thì ok, làm cho anh em một phát thì làm luôn thì nó dễ, chứ còn ngồi roll mà nó không ra thì mất thời gian lắm em ạ. Ok, quên 11 này. Làm cái kèo đấu mà kiểu mua nhân vật mà nhiều nhân vật như này thì cái quan trọng nhất là nó ra được cái nhân vật mà anh em mình cần thôi. Chứ còn về cái mặt nhân số lượng nhân vật bây giờ thì mình biết cách nhân rồi, làm bao nhiêu cũng được luôn. Nhưng mà cơ bản là làm càng nhiều thì sợ là nó bị lag đấy. Đó, chứ còn làm mà kiểu cứ thong dong như này thì ok luôn, không có gì phải xoắn luôn. Như trận này mình không lấy thêm bất cứ một cái số lượng quái thêm vào nên là anh em đang thấy là quái nó hơi ít. Nhưng mà nó ít ít như thế này thì anh em mình lại rất là mượt nhá. Anh em chơi nó không bị lag, không bị đơ, không bị tụt FPS do quá nhiều quái. Như này là cũng được rồi. Cái chính của anh em mình là với cái tính chất của con Saver kia, khi mà chơi với số lượng lớn nhân vật như thế thì nó sẽ tiết kiệm được như thế nào thôi. Nhiều anh em còn kêu là mình làm với số lượng lớn con OP Delta đi. Mình còn đang cân nhắc xem là mình nên làm hay không và mình làm như thế nào để cho nó tối ưu nhất có thể đây. Bởi vì khi mà con OP Delta kia mà chơi theo cái kiểu gọi là ít nhiều số lượng nhân vật lên như này thì mình rất rất dễ là nó sẽ bị đơ, bị lag. Nên là mình đang rất là phân vân, không biết là nên chơi cái với lại cái con OP Delta đấy mà chơi với số lượng X7 mình đã làm rồi nha. Khoai sắn với cái trưởng rồi mới thắng được đến wave 20. Xong rồi đến xong rồi đến X11 thì không biết là làm như nào nữa này. Xong rồi giờ đây, số lượng nhân vật mà lại còn mình còn tự do, mình có thể thêm được bao nhiêu còn tốt nữa thì không biết là làm bao nhiêu cho nó đủ đây. À, không biết là làm cách nào cho nó được đây. Bởi mình sợ nó bị đật, giật, nó bị đơ, nó bị lag lắm. Chứ còn làm thì ok, rất là muốn làm cho anh em thôi. Nhưng mà quan trọng là làm nó phải mượt cơ. Chứ nó mà không mượt thì cũng hơi bị khó khăn một tí.
Nhưng mà cũng phải ngâm cứu một chút xem là nên làm cách nào cho nó hợp lý nhất anh em ạ. Bởi vì do là con OP Delta đấy nhá, kể cả anh em mình không lấy những cái item tăng chỉ số về quái lên ấy, thì nó cũng tăng số lượng quái lên rất là nhiều. Đâm ra là nó sẽ rất là nhiều quái, rất dễ bị lag bị đơ luôn. Mà chưa kể may mắn nó lại còn tăng nữa, cho nên là hòm rồi là quả các thứ nó rơi cũng vô cùng nhiều luôn. Anh em mình sẽ có rất nhiều những cái hình ảnh nó sẽ xuất hiện cùng một lúc ở trên bản đồ, cho nên là sẽ rất dễ là bị đơ, bị lag, bị crash game. Vào quân 13 luôn rồi anh em nào. Ok, trận đấu này chắc là anh em sẽ lướt qua một cách rất là nhanh thôi, bởi vì với cái khả năng gây đam và cái khả năng như thế này của con Saver, số lượng lớn nhân vật như này thì anh em mình chơi nó cực kỳ dễ dàng rồi. Đó, đúng không anh em? Đấy, vậy cả số lượng quá mình cũng không nên tăng quá nhiều nữa, không tăng quá nhiều lên nữa, nên là trận đấu này rất tương đối dễ dàng đấy. Nói gì thì nói, trước khi mà số lượng nhân vật nó đã x lên đến cái tầm 20 mấy con, mấy chục con như này rồi, thì cái tính chất của nó cũng x lên rất là nhiều, nên là trận đấu nó sẽ theo hướng hướng về cái chiến thắng của mình rất là cao luôn ấy. Làm sao mà mình có thể thua được? Thua thì còn gọi gì là mod nữa, đã mod rồi còn thua thì tôi chịu đấy. Nhưng mà cũng có những cái trận đấu mà mod, kể cả mod vào nha, vẫn thua bình thường luôn. Do là những cái trận đấu đấy kiểu nó không chỉ cái tính chất của mình nó tăng, mà nó lại còn búp thêm cho cả quái nữa, cho nên là rất dễ là bị chết, bị đai. Nhưng mà với trận này chắc là không. Trận này mà nó còn đai, còn trận này mà còn thua, còn đai nữa thì chịu. Với cái số lượng đam máu rồi là biết các kiểu như thế này khó lắm, khó này mà đai lắm anh em ạ. Ok, cứ từ từ mà thưởng thức thôi anh em ơi, cứ từ từ thôi. Ôi, đam bây giờ rất là to rồi này. Ôi, hình như là cứ 15 hay là 25 hay là 100 mà serial ấy nhỉ, là nó sẽ chuyển hóa thành một hay là hai đam ấy đúng không? Mình không nhớ rõ là bao nhiêu mà serial thì nó sẽ chuyển hóa thành đam, thành một đam. Nhưng mà cũng với số lượng mà serial nó tăng nhiều như kia là cũng vãi cả trưởng đấy. Càng về những quay sau thì nó sẽ càng tăng nhiều anh em nhé. Do là càng nhiều lên mà thì cái item mà con lợn tiết kiệm kia nó sẽ tăng nhiều. Nhưng mà đến quay 20 là hết nha. Cứ vào elite là nó sẽ không không tăng nữa đâu. Vào elite là nó sẽ dừng lại đấy. Rồi, cứ như này mà triển, cứ như thế này mà triển thôi. Cứ như này mà triển thôi. Úi sổi ôi. Ok đấy chứ nhỉ, vẫn đang rất ok đúng không? Vẫn đang rất ok. Rồi, quay tiếp theo có 15 luôn. Anh em mình còn 5 quay nữa. Đánh nhanh nào. Để hôm nào mình ngồi mình xem là mình làm cái kèo đấu mà x7 con OP Delta cái kiểu gì đây. Đang à nhầm, x11 hoặc là x21 tầm đấy. Không biết là làm cái kèo đấu của con OP Delta như thế kiểu gì ấy. Bởi vì quái nó cực kỳ đông, chỉ số thì cộng liên tục. Xong rồi rất là nhiều quả, rất là nhiều hòm thì đang khá là khó nghĩ làm sao làm được cái kèo đấy đấy. Không biết là anh em có cao kiến gì để giúp cho mình làm cái kèo đấu này nó mượt không? Phải làm nó phải mượt cơ thì mới ăn thua, chứ còn làm nó giật, nó đơ, nó lag thì làm xem nó vừa khó chịu mà làm nó còn lâu nữa. Bởi vì khi mà cái hiện tượng giật lag nó mà xuất hiện ấy, thì một quay đấu mà 60 giây ấy, nó không còn dừng ở cái mức là 60 giây đâu. Nó phải là lên đến những mấy trăm giây, thậm chí là một quay đấu chỉ có 1 phút thôi. Nhưng mà khi nó giật, nó đơ, nó lag thì có khi một quay đấu phải kéo dài 5, 6 phút, thậm chí là 10 phút ấy. Bởi vì thời gian nó có chạy đâu, hình ảnh nó cứ đứng im mà. Nên là kiểu gì kiểu nó cũng tăng cái thời gian của một quay đấu lên, nên là làm như thế rất là khó chịu luôn, rất là lâu luôn. Thậm chí có khi còn không kết thúc cái trận đấu cơ, do là nó bị lag thế thì dẫn đến cái việc là dễ bị crash game. Thế nó mới khó chịu ấy. Chứ mà khi mà chơi một số lượng OP Delta lớn như thế thì chỉ số đương nhiên nó sẽ tăng rất nhiều rồi. Ui sổ, anh em nhìn kìa. Ác luôn đi chứ nhờ, Rồi cứ này mà triển thôi. Rồi ok. Ui, số lượng mà serial tương đối nhiều đấy anh em nhá. Tương đối nhiều mà serial rồi đấy. Rồi xong quay 16 anh em ơi. Xong quay 16 rồi.
đơn giản nhẹ nhàng tình cảm là xong ngôi 16 rồi. Đó, hợp lý. Cái này thì bỏ này, bỏ này. 12 máu, thực ra bây giờ lấy cái chỉ số gì nó cũng không quan trọng đối với mình nữa rồi. Không quá quan trọng đối với mình nữa rồi. Bởi vì bây giờ lấy cái chỉ số gì trong nữa thì đam của mình nó vẫn cứ tăng liên tục như kia mà. Nên là sợ gì quá nữa đúng không? Nên là cứ như này mà chơi thôi. Ấy, quấy. Quấy, quấy. Ui trời. Ác chưa, ác chưa, ác chưa. Ui, đánh kìa. Ui, đánh kìa. Nó đánh ác luôn đi chứ. Đánh cứ gọi là ối rồi ôi luôn. Được của nó đây, được của nó đây anh em ạ. Được của nó đây. Được của nó đây. Ui trời, đánh kìa. Ái nhà, ái nhà, ái nhà. Ái nhà. Đỡ hộ cái. Mày đỡ hộ cái. Tầm đam này gõ phát nào thốn phát đấy, quái luôn đấy. Không quái nào có thể đỡ được cái lượng đam lớn như này đâu anh em ơi. Thì cả boss elite cái thứ bây giờ ra thì không thể đỡ được đâu. Mà với cái số lượng mà sơ mà nhiều như này mà bây giờ mà anh em mình có thêm con dích fake vào đây nhỉ, thì chắc là quái nó trâu lên, phải nói là điên luôn đấy. Vừa trâu lên xong lại vừa nhanh hơn, vừa kiểu gây đam rất nhiều luôn đấy. Lúc đấy là mình phải có khi phải lấy vội Nullifier để né tránh sát thương đấy. Chứ không, không đùa đâu. Với cái việc là đống mà serial như kia. Một tay kìa, thôi, một tay thì thôi. Ok, chắc là anh em mình vào quay tiếp theo đi. Tầm này thì chắc là cũng không quá ngắn ngẩm thì mấy cái khác ấy rồi. Nhanh nhanh kết thúc trận đấu này anh em nào. Cho video nó sẽ ngắn gọn thôi. Không quá dài dòng đối với cái video này. Quan trọng là sao để nghĩ cách làm được cái video mà X21 hoặc là X11 con Ovidenta đây này. Đó mới là vấn đề này. Gì chứ đến cái mức như con Diana chỉ cần bỏ được cái quả đi là anh em mình cũng có thể sao ra cũng có thể là giảm bớt cái độ lag của nó đi rồi. Nhưng mà với con OP Delta cái thì không có cách nào mà giá có thể giảm được độ lag của nó đi nhá. Nhưng mà từ từ nha. Hôm nọ mình chơi cái kèo mà X7 OP Delta mà mượt lắm là hôm đấy là mình chơi kiểu gì ta? Ôi, kéo tí nữa phải xem lại. Hôm đấy mình chơi rất là mượt nha. Mình vừa nhớ lại xong quên mất là hôm đấy mình chơi kiểu gì nhỉ? Mình nhớ hôm đấy mình chơi kiểu gì mà rất là mượt ta. Phải xem mới được, phải xem lại mới được. Không thể nào mà không tham khảo lại cái video cũ của mình được. Chính mình làm mà bây giờ mình làm lại còn không nhớ nữa. Phải xem lại thôi. Xem lại thì mới biết làm sao mình làm mượt như thế để mà làm tiếp được. Làm với số lượng OP trên ta nó lớn hơn. Ok. Tí nữa xong quên trận đấu này đi, rồi anh em mình ra mình tham khảo lại. Còn bây giờ thì với V19 thì anh em mình đang có số lượng mà serial nó đang là bao nhiêu kia anh em? 3 này, 0 này, 0 tiếp này, 587.054.087.365 mà serial. Nhiều dã man thật. Mà còn chưa dừng lại ở đó, tí nữa nó còn tăng thêm nữa cơ anh em ơi. Chưa dừng lại đây đâu. Tí nữa đến W20 ấy, anh em là phải bấm stop ngay nhá. Khi mà vừa vào W20 một phát là anh em phải bấm stop ngay. Để đếm, để anh em đếm xem là mình có bao nhiêu mà serial nhá. Chứ mình thì chắc chắn là mình sẽ không stop video được giống như anh em. Bởi vì mình đang chơi làm sao mà stop được. Để đếm đam đúng không? Để đếm mà serial đúng không? Nên là anh em phải stop lại ngay. Đếm cho mình xem là mình có bao nhiêu mà serial và bao nhiêu đam nha anh em nhá. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Ok. W19 này thì 6 tốc chạy nữa. Nào anh em chuẩn bị nhá, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị stop này. Nào, wow, đếm anh em ơi, đếm xem có bao nhiêu đam anh em ơi. Đếm 2 này, 2 nữa này, 2 nữa là 6 này. 3.052.681.263.000 270 mấy mà serial. Nói chung là hơn 3 tỷ mà serial anh em ạ. Có hơn 3 tỷ mà serial luôn. Ác thật sự đấy. Quá nhiều mà serial luôn mà chưa kể đam kìa anh em kìa. Đam thì nó cũng đang là 6 với lại 2 2.564.252.261.662 đam. Ui, cả đam lẫn mờ serial đều lên đến hàng tỷ luôn ạ. Mà những cái chỉ số khác chỉ đến vài chục cho đến trăm, 300 là cùng thôi. Ác thật đấy chứ. Ôi, sợ thật. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình về một cái video mà X21 con saver siêu tiết kiệm luôn. Số lượng mờ serial tương đối nhiều. Ok, nếu như anh em thấy video hay, hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh và đừng quên comment xuống phần bình luận nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.